Tại sao bạn cần phải chăm sóc sức khỏe sinh sản? Tại sao bạn cần phải chăm sóc sức khỏe cho vùng kín? Nếu như các bạn là phụ nữ thì các bạn sẽ thấy rằng ngay từ khi bắt đầu có kinh, chúng ta đã được giáo dục giới tính, chúng ta đã được giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản là phải giữ gìn vệ sinh cho vùng kín thật tốt. Đặc biệt là khi những ngày có kinh, 4 tiếng lên thay băng vệ sinh một lần và rửa ráy sạch sẽ. Điều quan trọng nhất là trong các cái nguồn nước thì cũng có thể có nguồn nước sạch và cũng có thể có nguồn nước nhiễm khuẩn. Vì vậy quan trọng và lưu ý nhất là khi rửa cho vùng kín, bạn không được xối nước trực tiếp vào trong vùng kín của mình, mà bạn phải xối nước từ phía bên ngoài đưa vào bên trong. Cách thức rửa cho vùng kín cũng vô cùng là quan trọng. Nếu như khi bạn sử dụng các dung dịch để rửa cho vùng kín thì hãy lựa chọn những dung dịch nào phù hợp với cơ thể của mình nhất, ít kích ứng nhất. Hãy chọn những sản phẩm 100% có từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, chuẩn GMP sẽ hỗ trợ cho vùng kín của bạn được chăm sóc tốt nhất. Và hãy nhớ rằng hãy sử dụng những dòng sản phẩm mà độ pH ổn định nhất và các cái dạng để tạo bọt hãy là dạng tạo bọt tự nhiên. Với những cái dòng mà đã được tạo bọt tự nhiên, nó sẽ hỗ trợ cho vùng kín không bị khô, không bị ngứa. Và cách thức rửa cũng nên rửa theo một cách thức chuẩn y khoa. Đây là một dạng dung dịch nước thần vệ sinh phụ nữ của Digi với dòng tạo bọt tự nhiên. Khi bạn bơm bọt ra tay và đưa lên trên vùng kín của mình thì hãy nhớ là rửa cách thức từ bên trong ra bên ngoài. Hãy rửa từ phía những mép ở giữa bên trong ạ. Sau đó lan theo đường xoáy chôn ốc như thế này và bạn đưa dần ra bên ngoài. Sát ra bên ngoài, rửa sạch vùng lưng của mình và có thể rửa sạch hai bên phần háng. Bạn có thể rửa dịch xuống dưới lỗ hậu môn để làm sạch cho vùng này và tuyệt đối không được rửa ngược lại. Không, vi khuẩn sẽ lội ngược dòng từ hai bên, phía bên ngoài mép háng, hoặc là từ hai bên lông, hoặc từ dưới lỗ hậu môn đưa vào trong vùng kín, làm cho khuẩn sẽ theo lội ngược dòng này đưa vào trong. Vô hình chung bạn không bị viêm thành bị viêm. Và hôm nay bác sĩ của Lizzie xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm dung dịch phụ khoa cho vùng kín chuẩn y khoa và cách thức rửa vệ sinh cho vùng kín chuẩn y khoa. Chúc tất cả các chị em phụ nữ có một kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho vùng kín của mình tốt nhất và cũng là kiến thức để giáo dục giới tính cho con gái của mình được tốt nhất. Lizzie hy vọng sản phẩm này và với những kiến thức từ những chuyên gia phụ khoa của Lizzie sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho các chị em phụ nữ hiểu biết thêm về vùng kín của mình và thêm yêu cái phần cơ thể thứ hai của người phụ nữ của mình, giúp cho các chị em tự tin khi ở bên chồng, giúp cho các chị em cũng có một cái sức khỏe sinh sản tốt nhất để sinh ra những em bé khỏe mạnh nhất, thông minh nhất. Lizzie xin cảm ơn tất cả các khách hàng đang tin dùng các sản phẩm của Lizzie và chúc cho các bạn có một sức khỏe sinh sản tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video từ bác sĩ của Lizzie.